Apple F9 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng Ải Dòng Ai. Cảm ơn chuyên gia Sophie Oppo Camera Phone đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và Dòng Ải Dòng Ai luôn là một chương trình được quý vị khán giả yêu mến. Qua mỗi tập phát sóng thì chúng tôi luôn nhận được những comment, những lời góp ý, những ý kiến mà tất cả quý vị khán giả gửi về cho chương trình. Và đa số rằng tất cả mọi người cho là Dòng Ải Dòng Ai được xem như là một chương trình, một món ăn không thể nào thiếu được đối với tất cả quý vị vào những ngày cuối tuần. Và mong rằng quý vị khán giả sẽ luôn luôn yêu mến những người nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình, cũng như là yêu mến chương trình Dòng Ải Dòng Ai, để chúng ta còn có thể có Dòng Ải Dòng Ai mùa 4, mùa 5, mùa 6 và nhiều mùa khác nữa quý vị nha. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với các vị chủ nhà quen thuộc của chương trình. Hãy cùng chào đón chủ nhà Trường Giang. Và một nhân vật nữa cũng không thể nào thiếu được trong Dòng Ải Dòng Ai, đó chính là Trấn Thành. Ý, bữa nay anh em mình vô concept lai nền nè. Đúng rồi đó. Đây concept lai rai vậy. Tại vì á, lát nữa mình sẽ chào đón những em trẻ trung, nó hơi xì bót tí. Cái này là trẻ trung. Trời ơi, này trẻ lắm rồi đó. Cái này là sột soạt. Cái gì mà sột soạt là sao? Sọc sệt. À, sọc sệt thì còn có nghĩa chứ sột soạt là không Thành nha. Thôi kệ, bỏ qua đi. Mỗi người một phong cách mà, không đúng không? Không có vô concept gì cho tức dễ sợ. Chẳng hạn nhanh như em nè, tuy là vô concept với nhau nhưng mà chưa chắc gì một lát nữa mình hòa thuận với nhau nữa, đúng không? Trời ơi, là nói nó mưa em luôn hả? Ừ, anh ưa nghe. Dạ. Hôm nay sẽ là những người quen cũ của chúng ta. Đẹp không anh, đẹp không? À, có đẹp. Một người đẹp lắm. Đẹp mới đón á, đẹp mới đón á. Cái Lee Min Ho không? Ồ. Trời ơi. Trời đó. Ai mà dậy sóng chấn động showbiz vậy? Thì lát mới biết, lát okay. Mới biết. Vậy thì bây giờ mình về chỗ đi. Đi. Để mình chào đón mọi người. Hãy cùng chào đón. Đầu tiên đó là Puka. Đây. Đẹp như chưa, lần trước đến với Dòng Ải Dòng Ai cũng đẹp, lần này cũng đẹp. Ủa, mà mới có mấy tuần mà tóc dài dữ vậy em? Dạ, tóc giả. À, tóc giả hả? Ừ, quay trở lại lần này thì mình có rút kinh nghiệm được gì hơn so với lần trước không? Cái lần này quay trở lại đây thì em nghĩ chắc cũng như vậy. Không, anh nghĩ là lần này em phải thông minh hơn, phải khôn ngoan hơn mới đúng chứ. Lần trước á là em cũng có mấy lần em đoán dự đoán là đúng á, mà tại nghe lời anh Thành cho nên sai. À, giờ lần này em nghĩ rằng em có còn muốn về đội bên đó nữa hay không? Khoan, anh phải hỏi là em còn muốn nhận nó về đội em hay không chứ. Mà chắc gì Thành không nhận thì tôi nhận. Trời ơi, trời ơi. Chết rồi Puka ơi. Em như đứa con không được thừa nhận đó. Cuộc đời em đang tối như cái bộ đồ em đang mặc vậy đó. Chết chà. Ủa vậy là bây giờ hai anh không ai nhận em hết? Đi về đi. Vậy? Cái gì mà tàn nữ cách mời của tôi vậy? Bây giờ anh phải cho tụi em nguôi giận, anh phải cho tụi em gặp cái nhân vật mà đẹp trai mà đậm trời. Lee Min Ho, đúng. Để tụi em xua tan cái cơn giận này thì mới tính chuyện tính sao được. Thôi được Lee rồi. Lee Min Ho đâu? Anh sẽ cho các em gặp nhân vật mà em bây giờ đang bị chấn động tâm lý nè. Làm dịu mát tâm hồn các em. Yes. Lee Min Ho, Lee Min Ho Việt Nam. Xin mời Tạ Anh Đức. Tạ Anh Đức. Ở bên nước ngoài đó là người ta kêu cái tên là kêu cái họ. Ví dụ như là họ Lee Min Ho là kêu anh Lee. Còn đây làm Việt Nam mình kêu cái tên anh Ho. Puka, em sống làm sao? Nãy giờ anh đứng ở trong anh nghe là mọi người chỉ trích em rất là nhiều. Em sống làm sao phải như anh nè? Dạ. Đi tới đâu mọi người cũng thương yêu, mọi người cũng khen, không ca ngợi cái nhan sắc của anh. Dạ, nhưng mà bây giờ anh phải hỏi là vấn đề anh bước ra đây là anh Thành với anh Giang có thỏa mãn Lee Min Ho không? Nè, nghe đi. Hồi nãy trước khi anh ra là anh nghĩ đã bơm anh tới đâu rồi. Dạ. Không, anh chưa kịp ra là cả hai người ở đây đều muốn chào đón, đều muốn gặp gỡ. Được rồi, được rồi. Được rồi, vì cái sự mà bơm em lên như vậy đó, lát về anh phải đi sám hối đó Đức. Là nghĩa là anh sai trái quá. Anh cảm thấy em có lỗi với lại cái mồm anh. Đức ơi, anh nhớ là lần trước khi em đến với chương trình là Trấn Thành là gã bán em hết tất cả mọi người, mà không chỉ riêng trong chương trình này mà những chương trình khác cũng vậy. Vậy cho hỏi đến nay có ai đã cập bến với em chưa? Chưa luôn anh. Trời ơi. Trời ơi, mà sao kỳ vậy? Nó theo ai cái người đó lấy chồng? À vậy hả? Anh cứ nói theo bị dạ lấy chồng. Nó theo Diệu Nhi có bồ. Vợ theo Puka bồ luôn.
Anh nghe đồn là theo chị Lê Giang, chắc ngày mai chị Lê Giang lấy chồng. Trời ơi, chị Lê Giang có bỏ anh nữa hả? Ác với cuộc đời tôi quá. Nè, đó cũng như Buka lần này quay trở lại, mình đã sẵn sàng này kia tất cả mọi thứ chưa? Em thì lúc nào cũng vô tư và tự tin hết á. Tự tin vào cái trình độ âm nhạc của em không? Trời ơi, cái khả năng âm nhạc của em thì phải nói chung là cử nhân. Cử nhân hả? Cái gì? Cử nhân âm nhạc. Tức là sau khi Đức ra cái MV vừa rồi xong á là tự phong mình là làm cử nhân luôn đó. Nào các đoạn điệp khúc coi. 2, 3. Tin anh đi mà. Tin anh đi. Đó. Bây giờ Buka ơi, anh nghĩ rằng em không có cái cửa về đội bên đây rồi. Đó. Dạ. Thành ra là giờ em nói làm sao để Trường Giang nhận em về kìa. Anh Giang ơi, nhận em đi. Ok. Ok, Đức về với anh đi em. Chơi vậy? Anh không lấy em luôn hả Giang? Không, anh lấy em được. Diễm Tiên lấy em. Lấy em về cái ghế đó ngồi đó. Người ta phải lấy người khác rồi mày ơi. Dạ anh Thành lấy em. Không lấy rồi. Không lấy rồi. Anh Thành. Anh Thành cho em về cái ghế đó. Rồi đi. Em là em phải sống sao cho nó trọn vẹn với chương trình. Dạ. Em chàng vô cái em dập chương trình quá mà. Không, em hứa. Lần này em bảo đảm em thông minh. Em sẽ giúp anh chiến thắng. Ủa thông minh mà có bảo đảm nữa hả em? Em hứa. Cái đó người ta đánh giá chứ em không thể tự bảo đảm được ha. Có chứng nhận. Có chứng nhận. Thôi ai về cũng được hết. Đúng rồi. Nào cũng là em. Về đây. Về chạy lẹ về đi. Nào về trước ngồi. 2, 3 chạy. Mình lấy về nha. Hai ca sĩ khách mời ngày hôm nay đều là những gương mặt còn rất là trẻ. Hãy cùng chào đón Phan Mạnh Quỳnh. Anh đã dời em giữa lòng, ô tô đông đi qua rất là đông. Anh giữ niềm riêng giữa dòng, có lẽ những góc tối quen người để nhận nhận. Em tươi trong tay một trang lá dù từ bay lá thơ. Tình yêu bóng mơ, hơn 2 năm xa nhau em quen chẳng dài phố hoa. Tưởng tin thiết tha, cuối cùng bơ vơ. Không còn tâm anh nghĩ đến lúc để mình đến nơi bên em và lắng lo cho em. Nhưng khi anh hy vọng nhớ, thì mọi thứ lại hóa cho tàn. Vì anh biết em có thêm một người khác. Đã chiếm lấy trái tim em rồi. Vì anh biết anh đã có thêm một người khác. Đã chiếm lấy trái tim em rồi. Em bay trên mây trong đêm ngoái sau, mặc người dõi theo. Lòng buồn hắn nhiều, kia mưa rơi mây tan để em ngừng lỡ chỗ nào. Niềm đau sẽ cao, xa dần vì yêu. Anh thương em nhưng bao nhiêu lâu càng chìm đắm vô sâu hơn càng thấy thêm cô đơn. Sau lưng em và anh yêu dư, toàn là hão huyền. Vì anh biết anh đang có chuyện người khác. Đến sau, đã chiếm lấy trái tim em rồi. Và mãi xa xôi, vì anh biết ai đã có thêm một người khác. Không phải anh đã chiếm lấy trái tim em rồi. Để anh rơi bay, anh hy sinh những một người vô hình đời viết xuống em. Đang dành nên nhắm mắt buông đi tất cả, để bản thân mình thôi đỡ đau thêm. Nhìn người như giang tay nhớ.
chấp nhận muôn hoa. Vì em, anh đã chờ em rất lâu, rất lâu. Vì anh hay đắm em người khác, để sau đặt chi tất em rồi. Và mãi xa xôi, vì anh biết đây đâu có thêm một người khác. Hôm qua thì anh đã chiếm lấy tất em rồi. Để anh rơi đây, vì anh biết đây đâu có thêm một người. Và một cô gái xinh đẹp, Thiên Hồ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó ra cái sáng mừng gì hết. Tưởng Giáng sinh tới không. Còn đây, Phan Mạnh Quỳnh cũng là một ca nhạc sĩ trẻ với khỏi nhiều bài hát rất là hay. Khỏi nói luôn, thần tượng của em luôn. Vô. Là chi ký. Đó thôi là người đâu có hiểu rồi. Hay quá Đức ơi. Em là hôm trước là em đã gặp Phan Mạnh Quỳnh và em nói là em mê được làm nhạc kịch ở Việt Nam. Nên em có mời Quỳnh làm producer âm nhạc. Đó. Hai anh em biết đâu sẽ có dịp cộng tác với nhau đó. Số nào cũng mời một người tham gia nha. Hôm bữa có mời Hoàng Minh Di mà bị nó tố giác rồi. Cái đợt đấy là một cái ngày đẹp trời. Em tham gia chương trình cùng với anh Đức. Khen ngợi nhiều nhất là của anh Trấn Thành. Đúng, và anh Trấn Thành còn mời em là hãy đến show kỷ niệm hài của anh để tham gia nhé. Anh rất là yêu thích em. Và cuối cùng hãy đến và cuối cùng là 2 năm sau em vẫn đứng ở đây. Đó. Có mấy người kỳ quá à. Có mấy người dùng dập tình cảm với đồng nghiệp của tụi tôi quá à. Không, sự thật là vậy mà, đâu có dùi gì em. Không có dùi, tự nhiên em cũng đã dập rồi. Đúng Hiền, đúng không? Sao em nói cái gì đi, vô đây Hiền queo vậy. Trả lời à. Em nói gì mấy anh chị đi, hay vô đây mấy anh chị làm quá em khớp hả? Dạ, em cảm ơn mấy anh chị. Ê, biết nói tiếng Việt nè. Em là người Việt ạ, à, người Huế. Anh tưởng em người Huế. Thôi em còn đi, em còn cãi cái chuyện đó nữa. Anh lạnh ghê luôn vậy. Ủa anh, em là người Huế hả? Dạ. Rồi sao em tới đây cảm giác sao em, nói cho mọi người biết đi. Em tới đây chơi. Ai mà không biết. Chơi dài nè. Tới chơi giọng mãi giọng ai. Đoán mấy anh chị. Vậy hả, nhờ em. Còn không quan tâm gì dưới đây hết luôn á. Chỉ là đoán cái chân kia thôi. Từ được giao lưu với mấy anh chị. Em đang giao lưu đó. Dạ. Thi nhỏ lạ. Bé đó khớp. Giang ơi Giang, nhìn bé Hiền Hồ em có liên tưởng tới ai không? Miu Lê. Trời ơi, một nhân vật ấn tượng với em đó Giang. Còn Quỳnh, sao em? Nào giờ ít thấy em tham gia những chương trình truyền hình lắm, đặc biệt là những chương trình về giải trí, dạ, đúng không? Tại sao tham gia chương trình này? Dạ, em thì em hay bị vô duyên lắm. Thật sự ra em cũng không có hay dám nhận chơi game. Cái game này thì em nghĩ là nếu mình không thử chơi game thì mình sẽ không bao giờ chơi game được nữa. Vậy là em nghĩ rằng em vô game này em sẽ có duyên hả? Em không biết. Nhưng mà ý là em thấy cái game này nó cũng vui mà, dễ thương, vui, với lại là đôi khi mình không cần nói cũng được. Không cần nói cũng được hả? Ủa em? Chị kỳ vậy? Không cần nói thôi đi về chứ. em kiểu như là mình cái game này mình cũng đoán mò thôi mà anh. Cái game này không đoán mò. Tất cả chất xám tinh hoa hội tụ lại để tìm ra người chơi chứ đâu phải tới đây mời rồi ngồi rồi đoán mò đâu được. Rồi em thì vậy thì em sẽ dùng hết cái khả năng sự hiểu biết, sự thấu hiểu và một trái tim yêu thương đồng thấm. Duyên hả? Vô chương trình này là có duyên hà. Rồi giờ cho em bé này chọn trước nè. Hiền Hồ, em muốn về đội của ai? Anh chọn, Giang hay anh Thành? Chọn cái nào là biết rồi. Em nghĩ là chọn đội Tông Siệt Tông. Vinh Vàng phải không? Dạ. Đấy gì em? Rồi mời Quỳnh về đội của anh. Em nó không đưa tay ra cho em nhiều luôn. Anh tuyệt vời. Anh cố tình luôn. Bé không đưa tay ra cho tôi nhiều luôn. Nó sợ á. Giúp đỡ tôi nhiều. Nó sợ đụng vô nó xấu phải không? Lây luôn hả? Lây chứ. Lây qua đường biểu bì luôn. Biểu sao bì. Sao mà Thành hay là nó chà đạp bản dữ gì không biết nè. Và chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên của chương trình hôm nay. Đó là vòng hóa thân. Hãy gặp gỡ với 7 gương mặt bí ẩn của ngày hôm nay. Chào các bạn. Bữa nay ngộ ha, cho con gái hết mé, bên đây con trai luôn. Toàn trai xinh gái đẹp không. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ làm quen từng người một. Cô gái số 1 dễ thương quá quý vị. Cùng nghề với gia đình Bảo Anh. Bán cơm gà. Mời mọi người cùng xem. Dạ em à, em à. Chúng ta bàn một tí về cơm gà. Cơm gà có hai loại cơm gà. Một là cơm gà của người Việt làm,
là phải bóp gỏi chua chua một tí rồi đẩy miếng gà lên ăn có bỏ hành phi này nọ. Còn cơm gà có người Hoa nấu dạng như con gà Hải Nam á, đúng rồi, là luộc bằng nó có dầu một tí, lấy cái nước nấu cơm, lấy cái nước nấu cơm và gà phải thanh. Thì cái gà vừa rồi là cơm gà Việt Nam, thế để là cơm gà Tam Kỳ đó. Tam Kỳ là gà miền Trung, mà cơm gà miền Trung hình như là có màu vàng nữa phải không Giang? Cái cơm nó là màu vàng phải không? Ladies and gentlemen, cơm gà sao mà làm gì nguy hiểm như vậy? Ngày xưa á, là khi người ta nấu cơm gà Tam Kỳ á, là người ta nấu bằng những con gà mà gà mái thì rất là nhiều mỡ màu vàng mà nó tiết ra cái mỡ đó, người ta lấy cái đó người ta trộn với cái gạo để người ta nấu cơm. Thì với cái gương mặt của cô bé hồi nãy là không biết phải là nghề của bạn hay không, nhưng mà dòm cũng có vẻ nào đó tạo tầng sương gió một tí. Mà bảo anh ăn cơm gà ca hay, chắc bé này ca cũng hay. Trời ơi, vậy đi. Thành ơi, bảo anh không có bán cơm gà mà mẹ của anh bán nghe. Hỏi có bà mẹ của anh ca hay không? Không, em gặp bảo mẹ rồi. Người bảo mẹ rồi. Bảo mẹ ca cũng là được. Là bảo mẫu đó hả? Bảo mẹ là bảo mẫu đó. Bảo mẫu đó. Bảo mẫu là mẫu của bảo anh á. Ừ, đã. Ca cũng được à. Phú ca, em làm gì mà xăm soi người ta dữ vậy? Em thấy bé xinh mà bán cơm gà nữa chứ. Thì em không biết là con gà đẻ ra cái trứng hay là cái trứng nở ra con gà. Cái gì nhà không biết cả. Ta cho âm nhạc bây giờ đẩy qua tới khoa học thường. Tại vì có một cái câu hỏi mà luôn trong đầu em á, em không bao giờ giải đáp được là không biết con gà nó đẻ ra cái trứng hay là cái trứng nó nở ra con gà. À, thôi bây giờ em cứ suy nghĩ đi nha, để anh hỏi người khác. Em không nhìn thấy đường. Hả? Em bị cận. Nhưng mà nghe cái âm thanh mà nó phát ra nghe được chứ đúng không? Không thấy đường thôi chứ nghe được mà. Ừ, sao mà nghe được? Em cái thứ thấy đường á, em không, em nghĩ chết là... không, không lẽ bây giờ bắt cái ghế cho con bé ngồi sát ở đây luôn. Em nghĩ là chị này nói dối là bán cơm gà thôi. À, tay móc gà không chuyên. Tay móc gà không chuyên. Tay móc gà không chuyên hả? Đúng rồi. Ca sĩ mà dùng cái từ chỉ đâu có đẹp hết trơn trời hả? Vậy cô này, theo chị Giang nghĩ là hát không hay. Cổ cái miệng cổ cố làm cho nó tròn vành rõ chữ á. Dạng như là nước tim em nữa, em cua chưa chết rồi. Vậy á. Thiệt, hát không hay đâu. Không, em thì em cũng nghĩ là cái bạn gái xinh xắn này là hát không hay đâu. Tại nãy giờ mình nói á, mình nói mà thấy bạn cứ liếc qua liếc lại, liếc qua liếc lại qua. Thì sao liếc lo, thì có liên quan gì tới âm nhạc? Liếc là lo đó anh, những người mà người ta hay lo là sợ bị về, sợ bị về. Sợ bị về. Đây nè, nghe người có chuyên môn âm nhạc. Theo em đoán là bạn hát không được tốt cho lắm. Vì sao? Vì là khi bạn hát thấy gà chặt không ngon lắm mà. Gà chặt nó không liên quan anh ơi. Nhưng mà em thấy là lúc mà bạn hát một vài chỗ thì em thấy bạn kiểu như là bạn hơi bị yếu yếu ấy. Và hơi kiểu mệt mệt thì em đoán là em bạn hát không tới một nốt nữa đó mà em nghe sao ra hơi mệt mệt yếu yếu. Em đoán. Thì ra là em đoán. Anh mong là em bình tĩnh, em bình tĩnh. Ở Berlin mới về. Dạ. Hồi nãy em nghe Đức Thành nói là tới cái người mà có chuyên môn âm nhạc sâu để giới thiệu, em định nói cái tụi cái mẹ qua phòng mình. Tụi nói em không. Xin lỗi Đức. Ok, mình xin lỗi. Ok, đó. Ok. Theo cái khả năng âm nhạc của em nhận định. Cái bạn này với một cái ngoại hình như thế và cộng với cái khẩu hình mà nãy em xem á. Ok, có cái độ âm pe hay là không. Và với cái cách mà nhả chữ của bạn. Nhả ra khoảng bao nhiêu decibel? Thì cái tầm đó em đoán là không hay thôi chứ không có đo được decibel anh ạ. Chỉ đơn giản vậy thôi phải không? Đơn giản vậy thôi. Thì lẽ ra em nói chỉ cần có 3 chữ thôi là xong rồi. Không. Nói chi mà cho dài vậy. Không phải anh ơi, những người mà mình nói sâu về chuyên môn thì thường nó phải phân tích ra anh hiểu nó, không? Nó lâu lâu đi cho nó có vẻ đúng không anh? Đúng rồi. Cho nó có vẻ kìa. Cho có vẻ. Bỏ bạn ấy một bên nha, để cho bạn ấy tiếp tục bán cơm gà đi, mình qua cái gánh khác. Đây, cô gái số 2. Đẹp không? Long lanh không? Long lanh à? Long lanh. Cái bộ đầm đó là kết tinh từ những cái hạt thủy tinh, những cái chai đập bể ra là lượm những cái hạt đó để cắm lên áo của mình. Đúng vậy, và nó có liên quan tới cái công việc của cô ta bán ve chai. Trời ơi. Tào lao. Tào lao. Tào lao. Trời ơi trời ơi. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Bán ve chai gì đâu mà xinh đẹp vậy. Trời ơi. Cô giả dối. Trời Kim. Trời ơi.
Anh này ví dụ như là bạn ấy là con gái của một cái chủ vựa ve chai sao anh? Rất đúng là rồi, giàu đó. Không có cái chủ vựa nào mà con gái mà ngồi ve chai mà cho con ngồi như thế cả, mà vẽ cái chân mày còn to hơn cả cái thúng. Mà ve chai với cả ve lon là thật. Bây giờ đây này, cô này này, mặt hoa da phấn trắng nhá, là trông là da rẻ là giống là hiền hồ rồi. Thì là chắc hát hay luôn đấy. Vuka da cũng trắng kìa em. Là ừ, hát đi. Hát được, em của em nói dạ, được. Hát được. Làm cho anh Huy. Vậy là hát nữa hả? Nữa. Đừng tìm em nữa, em cuồng ngày xưa chết rồi. Vuka ơi, bây giờ em mới chết đó Vuka. Em anh thật hại sự chết đó Vuka. Chương trình người ta đang hấp dẫn, đang hay. Em càng các khán giả muốn chuyển kênh luôn hà. Tại anh Thành hại em kìa chứ, em hát được lắm chứ bộ. Tại bài đó không phải bài em tủ vẫn thôi. À, trời đất ơi, xin lỗi cái gì. Cái bài tủ là cất vô tủ hết luôn á, không có hát được nữa. Dạ, nhưng mà em phân á tích đi. Em thấy bạn này á là chắc đang giống như mọi người thấy rồi thì quá rõ ràng rồi, thể không thể nào mà bán dây chai mà mặt mày vậy, phải bịt khẩu trang rồi này kia rất là kín. Lên hình mà Buka. Lên hình. Lên hình mà bịt khẩu trang ai biết mặt em. Đúng rồi hả? Trời ơi, sao lại nói chuyện hay quá. Thấy chưa? Sao bữa nay em không bịt khẩu trang lên chương trình đi? Tại em xin lỗi, xin lỗi. Khẩu trang Thành kém cái sao qua. Kém cái sao ở đầu qua. Đó. Nhưng mà em thấy cái bạn này với cái âm rất là dướng dưới của khẩu trang. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thật ra là em thấy cái âm mà bạn ấy phát ra cuối cùng á, nó hơi the thé. Nó hơi, ủa từ từ những âm thanh em kỳ vậy? Đúng rồi bà ơi. Thé thé đó. Chuyện thé của em nó phải thé chứ. Nó hơi thé thé chút xíu, nó hơi bẹt bẹt tí xíu thì em nghĩ là... Đâu anh nghe cái âm phát ra hay mà. Bẹt lắm anh, nó bẹt như vậy thì mấy người bẹt bẹt như vậy thì chắc là hát không hay. Chắc bé này ca hay á. À. Ca hay á. Anh nghĩ bé này hát hay nè. Giang thấy sao Giang? Em nghĩ với những cái nhìn ban đầu, cái mặt của đối diện ống kính là một sự tự tin mà không phải sự tự tin mà hát lầy nha. Sự tự tin hát hay á. Khả năng là cô này hát hay cao. Ừ. Hiền Hồ em có nghĩ vậy không? À, em cũng vẫn nghĩ vậy đó. À, chị này cũng nói dối à. Bán ve chai. Chị này nhìn tướng đứng cũng tự tin. À... Bé cái tính cách nó cũng giống Miêu Lê hay lạ lạ ha. Nó lại giống người khác đâu có thật anh này. Ok, em giống chị Lê Giang. Em nghĩ là hát cũng ok. Cũng ok. Vậy là hát hay đúng không? Hay đúng, đó. Hát hay. Đây, người chuyên môn anh Đức nói đi. Về các bạn này thì em không cần dùng tới cái chuyên môn âm nhạc để nhận xét. Chứ em dùng cái gì? Em chỉ dựa vào cái linh tính, linh cảm của mình. Bạn này thì vẻ ngoài rất là tự tin, hát có vẻ là hay, nhưng em đang nghĩ rằng chương trình có thể sử dụng bạn này để gài. Em nghĩ vậy thôi. Ừ, đơn giản vậy hát. Đơn giản. Con Quỳnh. Em thấy bạn ấy hát hay đó. Em nghĩ là bạn ấy khá là điềm tĩnh và giọng khá là ấm. Ừ. Em đoán thế. Anh cũng cho rằng bạn này hát hay. Tiếp theo, bạn số 3. Mỹ Tâm. Cô gái mà Trương Thành cho rằng giống Mỹ Tâm. Cô ấy làm công việc là kết thú mâm quả. Các bạn cùng xem nào. Em biết bài gì luôn á. Nhiều khi đánh lừa chúng ta thôi. Sao con bé cái tướng đứng ở ngoài nó nhìn khác với trong dữ vậy ta? Đứng như Lan Khuê thấy không? Ờ. Mà nói chuyện mà nó thở kìa. Không phải, cái đeo á, cái đeo luôn. Nịch cái bụng xiết quá. Xiết quá nên thở thở. Eo nhỏ luôn á, eo con kiến luôn á. Thôi bớt bàn về cái body người ta đi được không? Bàn về cái giọng hát đi. Thì đó là ca dở đó. Hả? Dở hả? Dở đó, ca hững hờ lắm. Giống như là kiểu làm xong con công con phượng nó thôi làm thì mấy ông chọn nội được làm bốc ớt rồi cay cái tay tôi nữa, liếc anh kìa, liếc nữa nói thôi sao hỏi tôi liền video cho mặt mình. Em thấy là bạn làm cái công việc đó thật đó, bởi vì bạn dùng tay bấm cả đinh vô trong kia là bạn biết làm đó.
có được bóc trái ớt thôi anh ơi. Cô ca, dạ, sao? Khó quá. Tại vì lúc đầu giống như anh Thành nói là nhìn bạn đứng cái tướng rất là sành điệu kiểu mà... Fashion. Dạ, fashion. Quả quá anh ơi. Ồ. Nói tới vậy không cười luôn mà sao vậy mà? Khó thốt khá, khó thốt, khó thốt khá. Bà số 4 cũng nhiều chuyện, anh hối quay qua cười nữa bà. Sao cô ca? Dạ, theo em á thì thấy cái... bàn tay của bạn rất đẹp, giống như là cái dáng đứng như vậy thì đẹp em nghĩ lắm. Là bạn hát hay á, hát được á. Ủa bàn tay đẹp mà hát được á em? Xem ngang ngược vậy mà mắc mớ gì cái bàn tay đẹp là hát được. Tại vì những người mà người ta hát hay á, người ta hay chăm chút cho mình đẹp hơn á. Bé này không có cái trình độ âm nhạc vậy. Em chăm chút á, em chăm chút em hát có hay đâu. Tại vì em giấu đó chứ hát hay. Thôi giấu luôn đi cưng. Dạ. Anh trình độ anh nói thử kênh Đức. Về trình độ của anh đó hả? Dạ. Vô. Về trình độ của anh thì anh nhận xét bạn này mặc đồ đẹp. Hát cũng hay. Đây đơn giản thôi, mấy người có trình độ có nhiều lúc ta rất đơn giản. Đẹp là hay. Đẹp là hay. Đấy. Hiền Hồ thấy sao cưng? Em thì em thấy cái khẩu hình của chị này hơi hợt lắm. Hơi hợt lắm. Hát không hay, hát hơi hợt, không tình cảm đâu. Nhưng người ta cố tình em ơi. Là chắc là nghệ nhân đính hoa quả. Nghệ nhân người ta đính xong rồi chị vô chị ghim có một trái cuối cùng là chụp hình thôi. Hai cái con người này lần đầu tiên tới giọng ai giọng ai. Cho nên còn ngây thơ lắm. Hiền lành, hai con người này hiền lành giống như ở đâu. Hiền chứ người ta là hiền hồ mà. Hiền hồ mà. Tiếp theo, ba hàng xóm số 4 nè. Nãy giờ có đôn nóng lắm rồi. Cưng ngầm, ba ta tim. Ba bán bánh tiêu đó. Bà này bán bánh tiêu gì trời? Rớt đó, thả vô rớt tùm lum tùm la hết rồi. Bà gấp cái bánh tiêu mà làm gì bà tạp tạ vậy? Thấy không? Quá trời bà rồi, có cây đũa cầm cũng không sao. Tại vì cái đũa kia là đũa dài, dài. Khó cầm lắm. Khó nghe. Cầm lắm. Thiệt á, tôi chưa bao giờ tôi thấy ai gấp bánh tiêu mà điệu cỡ đó hết trơn. Gấp. Tại vì cái bánh tiêu khi mà chiên nó phồng rồi, người ta chỉ cần đẩy cái lật thôi. Quả là phải tại rất dài, khó cầm lắm. Mà cái tay chưa mà không đúng là nó cứ lỏng cộng là phải gấp ra, phải đợi chờ rớt, phải từ 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 vậy đây. Mà lấy cái vợt múc không? Cái vợt ta múc ta để nè, cái vợt nó nặng, ta cầm tay phải, cái ta đẩy nó lên, không để tay trái, ta thuận tay trái rồi sao? Ta lại vô tay trái nhỉ? Ta thuận tay trái mà cầm đũa tay phải. Nói chung là bà làm gì cho lợi góc máy của bà đó. Ăn gian mặt ăn gian. Tức là người có hoạt động nghệ thuật. Đúng rồi, dễ sợ. Đúng. Phải là người có nghệ thuật trong người mới biết các ăn gian góc máy. Xin ca có đẹp đâu. Xin dừng. Có một câu hỏi mà cả nhân loại đang chờ đợi để trả lời. Thì Hồ mới hỏi. Anh, mấy người này họ không mỏi tai hả? Đó. Có đó. Con mẹ đó bệnh mới về ha. Đâu anh thấy trời mới xuống luôn á. In the morning, wide awake. Hello. Say, what a morning. Thiên Hồ. Dạ. Bệnh không ngỏi ta rồi yên tâm nha. Rồi, giờ nhận xét mình cái bà số 4 coi. Bạn này đứng thả tim đúng không? Có hát hay. Tại sao? Mồm linh hoạt. Em đoán là hát hay. Mồm linh hoạt ha. Cái này nè, hay, không hay, hay, không hay, hay, không hay, hay, hay. Em ơi, đừng tính cái đó là sai lầm nha em. Chương trình đâu có phải mà tính cho em đơn giản vậy em. Đứng xen kẽ á. Đứng xen kẽ. Thôi chưa. Làm như ai cắt cái tóc ngắn đó, cái tính cách nó cũng cỡ cỡ vậy không anh ơi. Em ơi, nhiều khi người ta nói tóc giả dài vô cũng y chang vậy hà. Tóc thiệt. Tóc giả thiệt. Tóc dạ, giả tóc thiệt. Giả thiệt. Em thì em thấy nói là... đi Quỳnh. Bạn hát hay đó. Why? Tại sao nhỉ? Em cũng không biết nữa đó. Cái quan mang gì đồng đội tôi quá vậy, tại sao hay mà nó hỏi tôi tại sao vậy là sao? Hai cái con người khách mời bữa nay như tựa trên sao quả rớt xuống vậy. Thôi chết thì có giống như hai bên Berlin về bên Amsterdam về kỳ. Là nước nào vậy anh? Amsterdam thủ đô Hà Lan chị vậy? Nước nào? Trời ơi, bé không biết luôn. Đây, đứng lên. Đứng lên làm gì vậy? Đứng lên. Ra lấy xe về đi. Trời đất ơi. Em đi taxi. Quen đi taxi.
duyên. Không cần lấy xe. Sao nó có duyên kia trời. Rồi thôi mình đi tiếp. Bạn số 5. Đẹp trai nha. Em à. Oh. Em à. Không biết sao đây nhưng mà anh chàng này làm nghề cắt cỏ. Sai. Sai thì sai. Sai thì sai. Người ta đẹp trai như vậy mà đài đỏ người ta đi gọt từng cọng cỏ. Mà thằng bé cũng chịu khó diễn, chấm mồ hôi, không có giọt nào trơn trọi mà chấm lấy chấm để. Quá trời, ông này chắc cũng diễn viên nè. Sao, Trường Giang, nhận xét về anh chàng số 5. Vừa chiếu cái clip của cậu xong thì họ quay qua. Hay đó, tin em đi, tin em, tin em, tin em đi. Em kêu là không hay. Cãi lộn đúng rồi, cãi lộn đúng rồi. Không, đội này đang kết nói chuyện nhẹ nhàng, không cãi nhau. Nói chuyện lịch sự thôi, cái này không hay. Không cãi nhau, không cãi nhau. Hay đó. Không hay. Hay. Không. Hay. Không. Hay. Không. Hay. Ok, không. Không là không, em nói rồi. Bạn yêu đi. Một bạn phiên bản khác. Em gái luôn đó. Lần trước gây lộn y chang. Y chang như vậy. Không. Bé nó vừa có cái hành động của y chang vậy đó. Y chang. Anh Giang vừa kêu vuốt tóc đi. Bị xịt lịch qua một bên rồi. Giang có nói cái đó không Giang? Nói nào. Vuốt cái tóc rồi chứ này. Vuốt cái tóc rồi. Ok. Anh sẽ có một khiếu giống em là bạn hát không hay. Tại vì anh rất là thích những người có cá tính như em. Nhưng mà hay. Nhưng mà hay thì không. Hay. Thôi nhà nói đi, tại em bàn bạc lại xong. Có điểm dừng, có điểm dừng. Em không có chính kiến gì của mình hết. Không phải là không có chính kiến nữa không? Mà là phải tôn trọng đồng đội. Không, em, anh tôn trọng em, anh theo em phải nói là không hay. Phải không hay mới được. Hay, còn hát hay. Hát không hay. Đó, đó, vậy đi. Tôi khoái cái khẩu hình nhỏ này quá hả? Khẩu hình mở một cách triệt để. Còn sao nhà bên mình? Dạ khi cái lúc mà quay bạn ấy hát mấy câu thì em nghĩ thì lúc đầu em nghĩ là chắc là do nắng nó chiếu cho nên bạn ấy bị nheo mắt miết. Nhưng mà có thể đó là dấu hiệu của việc là bạn ấy không có nhập tâm vào bài hát và bạn ấy hát không hay. Buka thấy sao Buka? Đẹp trai mà đúng không? Dạ đẹp hơn không biết nhìn đây rồi đó. Ít ra là đẹp hơn anh Đức rồi đó. Dạ. Không, chắc là bằng nhau. Cảm ơn em. Em thì em để ý kỹ cái clip lắm. Là bạn, đúng như mọi người nói là bạn không phải cắt cỏ. Tại vì bạn không có ai mà đi cắt cỏ mà đã mặc một cái, thêm một cái áo khoác ngoài mà mặc cái áo tay ngắn. Thế mặc áo khoác ngoài thì mình mặc tay dài, che mưa che nắng và che cỏ cắt. Còn đúng rồi. Cái chuyện hát hay hay không á, thì mấy người mà được trai như vậy là bảo đảm hát cũng được luôn. Sao thành mặt quạo vậy em? Ca này hơi khó suy nghĩ. Nhưng mà thôi cũng nghiêng về hướng hay nhiều hơn không hay. Tạm thời đi. Tạm thời là vậy nha. Tiếp bạn số 6. Trời ơi sao nguy hiểm vậy anh? Nguy hiểm cho em. Bây giờ ông làm nghề bắt cá mà. Bữa nay chọn ba ông này mặt hao hao giống nhau nha. Bắt lên con cá chết ngắt. Giang hát dở banh luôn á. Là dạ. Khi ông hát xong là người ta nằm sụi như con cá nè. Hay là nhiều khi ông hát nhờ ông hát rồi con cá nó chết rồi em. Ông chừng á. Bởi vậy. Trời chơi coi lên cái chơi ra chết ngắt. Hiền Hồ, em cười gì Hiền Hồ? Em thì chắc chắn là hát không biết nhưng mà không phải bắt cá. Chắc chắn là hát không biết nhưng không phải bắt cá là sao? Không biết là hát hay dở nhưng mà bây giờ phân tích về cái việc bắt cá nha. Không bắt cá được. Cầm lưới vậy nè. Em thấy cái tay gì vậy? Cái tay đó theo em để cầm cái gì? Giờ bỏ qua việc bắt cá nói về việc hát nè. Chuyên môn rồi.
Vô đi em. Ca sĩ không ai mà cầm dắt cái áo trên vai. Nói ca sĩ, bạn này người thường thôi, hát hay thôi. À đúng. Người người thường thì cũng không thể nào cầm cái này dắt trên vai được. Được chứ em, có gì đâu, ai cấm. Nào, ai cấm? Hát thử xem, hát xem nào. Hát xem nào. Tự nhiên giờ thách thức người ta ở đây hát xem nào kìa. Không hát, không thể nào đứng tướng đó mà hát được. Ủa, khi mà người ta hát, người ta đâu đứng tướng này. Bây giờ đứng tạo dáng thì thôi, khi mà hát là bỏ áo thì xuống đấy, chứ. Thì đấy, người ta tạo dáng, người ta phải tạo dáng thoải mái, tự tin, đứng dáng đấy mỏi chết. Con bé nó đứng dáng dày nó mới tự tin. Nhưng mà em nói là hát không hay, anh có đồng ý với em không? Đồng ý, ông nội anh cũng không dám không đồng ý nữa. Em thì thấy là hình như là bạn hát dòng indie hay underground gì đó đó. Em đó là hát được rap riết luôn đó. Tại sao em nghĩ rằng bạn lại thuộc dòng đó? Nhìn kiểu là rất là tự tin và cái hình này gần đây em thấy một số bạn làm bên cái dòng này em thấy là giống. Thì hát hay đó. Hát hay. Thấy ông Hiền Hồ, bên này ý kiến hoàn toàn trái ngược với em nè. Có gì muốn tranh luận với người ta không? Đúng. Anh nói hát hay thì là ý của anh ý. Đúng rồi. Ý của em là hát không hay thôi. Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta. Trời ơi, hai người nói chuyện là cảm cái cảm xúc nó dâng trào lắm. Hai cái con người này mà nói chuyện nhau ha, từ sáng đến tối luôn mới xong được một câu chuyện. Hai đứa nên quen nhau thì các em có bầu chưa? Dạ có bầu rồi, rất xinh. Nhưng mà không phải gu của em. Em có bạn trai chưa? Chưa. Gu em sao? Gu em ai? Anh hả? Gu em là anh hả? Có tiêu chuẩn nhưng mà gặp là thích thôi, chưa có gặp được người thích anh ơi. À, thường là thích cái gì của người ta? Hiền lành. Hay là trí tuệ? Hiền lành. Hiền thì anh Đức là số 1. Anh Đức là hiền nhất ở đây. Rồi tiếp ra nói gì nữa? Em hiền hồ, anh hiền lành. Hiền lành là cái đầu tiên, là cái gì nữa? Hiền nói chung dễ nhìn tí. Dễ nhìn là thiếu nha. Em dễ nhìn mà, ai dễ cũng nhìn em được, nhìn ai dễ. Cũng nhìn em được hết. Ai cũng nhìn em được. Vậy thôi à, nhưng mà trừ anh Đức ra. Bức cửa. Em nói tiếp đi. Thì em nói là không hay thôi. Anh thấy sao ạ? Không, ở cái dòng này thì anh lại nghiêng về phía Phan Mạnh Quỳnh. Để bên phía anh Mạnh Quỳnh nhanh Đức qua ngồi chung cho vui. Được đó. Rồi, chúng ta đi tiếp. Bạn cuối cùng. Đây, anh bạn số 7, ông đang cầm một trái dừa. Công việc của ông là thọc dừa. Ủa sao ông này cái giống ông này giống ông số 5 cũng vậy. Tìm công nhận không, ba ông này lựa giống nhau như ba anh em vậy đó. Con trai ai mình cùng đây hát dở rồi hả? Này biết em nói cho anh đâu đó. Nãy giờ em đoán hai người hát dở là anh trai rồi anh. Đúng rồi, em đoán hết hai người hát dở rồi đó. Tới cô ông này sẽ là hát hay. Chỉ là đứng xen kẽ nhau vậy thôi đó hả? Không, em đoán theo linh cảm của em. Có nghĩa là ba người con trai mà nãy giờ đoán hai người dở rồi, người này thì đoán hay đúng không? Tại sao riêng cái ông thọc dừa này thì em cho là hát hay? Thấy khẩu hình kiểu cũng có tâm. Có tâm. Cũng có lương tâm hát hay á. Có lương tâm mà hát hay ta? Em không biết nữa đó. Ủa, tính ra là những người hát hay là chắc không có lương tâm. Chắc em sống xấu lắm á, chắc em sống xấu lắm á. Thì ca. Nhưng mà cậu này hát hay và hát cái nhạc trữ tình nữa nha. Hay á, ông này ca hay đó. Hay á mà nhạc bolero á. Thấy cặp môi dày dày. Ông này cái môi ông dày như cái dừa nè. Cái môi dày là phát âm thanh nâng niu nó bấu rồi. Cái gì? Chết đi em, ăn ngán thịt bò lắm nha. Môi cũng dày nè mà sao hát không hay? Do em thôi. Cái môi người ta dày mà người ta có vòm họng. Còn em cái màu dày em đưa cái băng ca ra sao ca hay được. Đối với em thì chương trình ngày hôm nay có mời Phan Mạnh Quỳnh là ca sĩ nam. Thì nếu mà bạn này hát hay sẽ phải cuối cùng hát bài của Phan Mạnh Quỳnh. Đó, dòng nhạc của Phan Mạnh Quỳnh luôn. Vậy là cái cậu này thì không có phải tranh luận nhiều lắm. Bầu chọn nhiều à. Chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận với nhau, sau đó đưa ra quyết định nha. 30 giây bắt đầu. Hết giờ.
Bây giờ mời đội Trường Giang trước nè. Hiện tại là có nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau. Hiền Hồ thì thích số 6, nhưng mà Hiền Lành thì thích số 1. tôi phái chọn cái bà số 3. Thì bây giờ mỗi người một ý kiến, thì giờ mình tấm lại một cái nè. Số 3 người ta đẹp, ta đứng tướng mi tâm chọn ngay từ đầu. Không chọn số 3. Mình không chọn số 3. Em cũng theo anh Đức. Rồi, hai người theo thì tôi theo luôn. Số 1. Số 1. Trấn Thành, đội em. Các đồng đội, hãy cho tôi biết ý kiến. Trấn Thành không nói thì để Trấn Thương nói. Đúng. Em nghĩ là bạn số 2 là hát không hay đó. Nhưng mà mọi người ai cũng nói bạn hát hay, nhưng theo em là bạn hát không hay đó. Thấy sao? Em thì là em bạn số 1 là hát không hay đó. Giờ người ta chọn mất rồi. Ta chọn rồi thì ông bây ơi. Giờ thì em biết rồi, thì em nói thế. Bây giờ nói ngang ngược vậy. Chọn người khác. Chọn rồi mà cũng chọn lại ngang ngược. Rồi, rồi. Tỏ chánh kiến của mình thôi. Dạ đúng rồi. Bây giờ em sẽ chọn là chọn bạn số 5 đó. Trời ơi, số 2, số 5 công nhận đúng là hai cái nhân vật này. Hay là... đó, hai cái đó hay đó. Ôi, số 2 hay quá. Đó, số 2 sẽ hay đó. Nếu mà số 1 không hay, số 2 hay thì số 3, số 4 phải có người không hay. Chứ làm sao mà ba người hát hay hết, ở đâu ra hát hay nhiều vậy? Em ơi, nhiều khi ta dò em thấy không mà dò nguyên mấy nữ này, nguyên mấy nam bên này nè. Đúng rồi. Muka đó không hay, đến nhìn ai nó cũng thấy không hay. Kiểu bức xúc quá. Giờ khó chọn như bữa nay nha. Khó lắm, nó đều đều nhau á. Số mấy? Số 5 phải không? Dạ. Chọn đi, số 5 luôn đi em, không có em nhường, em nhường đó. Bình ngang. Chỗ năm năm đừng có trách tôi, đừng có trách tôi, đừng có trách tôi. Ừ, mà số 2 và số 3 rút tay ra và thở phào nhẹ nhõm nha. À, số 3 chọn bỏ tán. Đây là sự lựa chọn của đội Trường Giang, mời em hát trước. Rồi, tay tay. Mà bảo anh ăn cơm gà ca hay, chắc bé này ca không hay. Dạ cô này, theo Trường Giang nghĩ là hát không hay. Cô cái miệng cô cố làm cho nó tròn vành rõ chữ á. Em đoán đó là không hay thôi chứ không có đo được được chị bé này nè. Sao em không thể lãng quên yêu thương hôm qua dù đã mấy
Mới nói rồi, bán cơm gà giống Bảo Anh là hát hay như Bảo Anh. Đúng rồi đó. Trời ơi, sao trời ơi, mặt đáng lẽ con bé phải hát chứ hiền hồ. Đúng rồi. Trời ơi, cái giọng này mà đẩy vô bài của em thì nói làm gì trời nữa ơi. Giờ em gái giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Hồ Võ Thanh Thảo và năm nay em 16 tuổi rồi. Cái gì? Thảo Hồ hả? Dạ, Thảo Hồ. Thảo Hồ với Hiền Hồ. Nè, đáng lẽ chúng ta sẽ được nghe sự kết hợp giữa Hiền Hồ và Thảo Hồ ở dòng cuối. Nhờ những sự lựa chọn hàm hồ của những con người còn lại mà chúng ta mất hết. Mất hết rồi đó. Everything. Em là Hiền Hồ, là cái hồ là họ hay là cái tên? Em là Hồ Thị Hiền. Không cần hỏi không? Là vừa rồi em chọn bé đó. Em thấy có lỗi lắm. Anh cũng thấy có lỗi với em lắm. Nhưng mà sao? Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Mọi người tin em. Mọi người tin em mà sao em đẩy người ta về? Tại vì những điều không biết là những người không có lỗi. Em chọn người ta là em có lỗi rồi đó em ơi. Hy vọng là sẽ gặp bạn ở một chương trình khác, có thể đứng chung sân khấu với bạn. Cảm ơn em, cảm ơn Thảo đã đến với chương trình nha. Chào tạm biệt em. Không, nhưng mà ngày hôm nay những cái gương mặt này khó thiệt nha, khó đoán thiệt nha. Thì bây giờ coi số 5 của đội tôi nè. Em còn chọn bao đó luôn mà. Nè, coi nè, coi người chuyên môn người ta lựa chọn nè. Và bây giờ chúng ta sẽ xem sự lựa chọn của đội Trấn Thành là chính xác hay không nha. Mời bạn số 5. Trời ơi, nhạc hay. Bạn này hát hay rồi. Chết rồi. Không nha, tới giờ phút này tôi vẫn thấy không hay nha. Tới giờ phút này tôi vẫn thấy không hay. Bạn ấy không có nhập tâm vào bài hát và bạn ấy hát không hay. Thì mấy người mà được trai như vậy là bảo đảm hát cũng được luôn. Hay mà không hay. Hay. Anh bỗng thấy nhớ nhiều. Hay anh bỗng thấy nhớ. Trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần một bờ vai em ơi. Nhưng không cần ai lúc này. Sao ngát vậy em? Sao để ngát em có nơi tựa vào. Anh thể đẹp quá. Anh thấy là những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Đúng là vậy thôi đó. Vậy thôi. Hay lắm bạn, hay lắm. Dễ thương, giải trí được. Khoái nhất là ổng phiêu á. Oh yeah. Đa 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 hai kìa. Đây nè. Người ta mới thất tình. Người ta đang kể tiếng lòng, hát tới đâu đau làm sao là hát tới đó. Hồi sáng còn chưa kể, mới ăn sáng sớm ăn bậy hơi đau bụng. Đến đoạn đau bụng là phải la cho cả.
Không mà giống đi nhậu á, cái khúc mà cứ ngỡ như em về thôi, cứ ngỡ như em về vô trang luôn. Em trai giới thiệu về mình coi. Quá trời. Em xin giới thiệu, em tên là Trần Nhân Quang, hiện tại em đang học ở trường sân khấu điện ảnh. Chung lớp với Muka. Có chung lớp gì không? Đánh nhịp cho bạn hát quá trời luôn á mà bạn không vô được. Em về em đánh trứng, em đánh đàn, em đánh nhịp cái gì. Anh Nghĩa, sao mấy người mà tới chương trình mình á mà học ngành điện ảnh sân khấu toàn là hát vậy không vậy anh? Bởi vậy mới buồn em. Anh nhớ mình thi đậu vào là có hát mà. Thì bởi vậy mới nói. Vậy sao lọt qua được? Kỳ vậy ta. Thì Buka còn đậu mà em. Không, tại em lấy diễn xuất em buồn đắp, em hát mà. Hát lại một câu gỡ gạt. Lúc trước em thi vô trường, em thi hát bài gì, em hát lại cái bài đó đi. Cái bài mà em thi vô trường á là thật ra là em hát dở lắm, em coi quảng cáo á, cái em hát theo cái bài đó là: ôi mẹ yêu mãi mãi, có đôi tay chè chè ấm áp, trái tim hồng tình còn kính dâng ngày của mẹ. Trời ơi, giờ vậy mà đậu đó hả? Em chỉ có một câu đó mà em đậu đó. Rồi, cảm ơn em đã đến với chương trình, chúc cho em học tốt nha. Trong trường mình có học môn thanh nhạc đó cưng nha. Phải luyện thanh lại, luyện thanh lại đi. Và như vậy là ở vòng 1 này thì đội Trấn Thành đã lựa chọn chính xác 1-0 nghiêng cho đội Trấn Thành. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ 2, siêu diễn. Dầu ăn Mezan Gold mới, công thức vàng, chiên là ngon, ăn là khỏe, giá lại tốt. Cảm ơn em. Hay đó. Đây, cô nàng chủ dựa dây chai, mời em về chỗ. Sao? Bây giờ cảm giác của các bạn về cô này còn như ban đầu nữa hay không? Cái bà này nè, hát nha, không hay đâu anh. Từ nãy giờ bà hờ hững với rồi. Cuộc đời lắm nha. Bán dây chai bà cũng không nhiệt tình. Hát không hay đâu. Rồi đứng ở trên đó cái bà sụi bà mỏi là bà thả. Rồi cái nói chọn bà về không, cái bà ra bà lườm. Thì thôi. Để bà chi cho lâu, tiễn bà về dựa dây chai luôn. Bà có một cái sự tự tin đó, rất lớn đó. Nhưng vấn đề là bà tự tin lắm. Nhiều khi em ơi, Buka cũng tự tin được vậy, đúng không? Nhưng mà mặt sao quạo quá, có ai suối đi lên đây không chứ? Bà đang bị đau bụng. Đây nè. The 1, the 2, the 3. Very good luôn. Ba cụm luôn. Bạn số 2 này thì cái ban đầu em vẫn nghĩ là bạn đó hát hay, mà chương trình để một cái ẩn số rồi đó giấu bạn này. Cái bạn ra hờ hững lắm. Cái nhạc đó đáng lẽ rất là phiêu nha. Cái nhạc hồi nãy nhạc đó là blue. Bạn đó có thể diễn và phiêu nhưng bạn đó vẫn không diễn nha. Và nhép rất là hờ hững nhưng mà bạn này hát hay là đó. Tính là tâm lý ngược chúng ta đó. Đúng. Đó, đó cười kìa, cười kìa. Hay á. Hay, hay, hay đó. Nghe. Thiên Hồ lại nói không hay nè. Bây giờ sao? Đọc sao? Giải thích đi. Sao cưng? Hát không hay. Vì sao? Vì không hát được. Bé sâu sắc nè. Không, theo cái logic của Hiền Hồ là nãy là không hay hay, nhưng mà cái bạn đầu là hay rồi, cho nên bạn này sẽ là không hay, đúng không? Đứng xen kẽ đó. Em nghĩ là hát không hay. Thì cho biết lý do đi. Vì có thể là diễn làm bộ hát hay thôi. Làm bộ hát bạn nhép. Bạn không hề làm bộ hát hay luôn đó. Làm bộ hát nhép đúng không anh? Đâu có, nãy làm bộ hát dở mà. À vậy hả? Thì em thấy hát, nói chung là hát không hay. Nói chung là số 2 sẽ là không hay. Nó về chưa? Nó nãy giờ nó nằm đâu? Không, không. Cái này là em nói nghiêm túc nè anh. Nghiêm túc. Em đang nói nghiêm túc. Bạn số 2 không hay. Vì hát không được. Hỏi lại. Đúng rồi đó. Ờ, chứ Buka hát được mà vẫn hát không hay đó. Đúng. Cái đó không phải là hát mà là đọc. Thôi. Bé này thiệt là đáo để. Còn Quỳnh em thấy sao? Dạ em vẫn giữ con điều là bà hát hay đó, bà tự tin và bà điềm tĩnh nhà chữ đó. Không hay đó. Đâu, anh nghe em đi, nghe một lần thôi. Nãy anh nghe lần rồi đó. Nghe rồi. Hồi nãy anh nghe anh Đức. Hồi nãy em theo anh Đức.
em theo anh Đức là em theo anh Đức đó, giờ anh Đức theo em. Đúng rồi. Rồi, rồi anh sẽ tin em. Rồi, tiếp theo. Tùy bạn số 3. Ê, Mỹ Tâm. Mỹ Tâm. Chọn giả bộ nhép cái bài Bolero thôi. Cảm ơn em. Hình dạng giống Mỹ Tâm, nhép giọng Cẩm Ly. Hiền Hồ. Dạ. Em thấy sao? Em thấy là đó là ngôi sao ca nhạc Bolero đó. Ồ, vậy là hát hay đúng nhưng không? Nhưng mà có thể hát được nhạc trẻ không thì không biết. Em quề vốn quá luôn á. Em nói nếu như bạn này mà hát hay là bạn hát nhạc trẻ đó. Không hề nhạc trẻ. Em thấy rõ ràng là Bolero. Ca rất là hay. Ra mà ca banh chắc chết. Không có banh được. Bé này banh là tôi banh theo đó. Rồi, tạm gác lại đó nha. Nè, số 4 nè, mới êm nè. Số 4 mới êm nè. Yêu anh Đức đó. Nét giống dễ sợ. Y chang, mặt y chang anh Đức. Cười có lúng đồng tiền kế bên kìa. Chết. Hát hay. Cảm ơn em. Với cái khả năng vũ đạo như thế, cái sự cảm nhận thế và cái nhịp nó chắc như thế thì chỉ có hát với Hiền Hồ là hay nhất. Nghiêm túc. Bây giờ bạn ấy là hiện thân của hát vợ. Bạn hiện ra rồi đó. Nói anh. Sao chứ anh thấy nguồn năng lượng dồi dào quá mà xúc xúc quá mà. Sao buông ra em công nhận. Ê, mà Phan Mùa Quỳnh hát hay nha. Lúc này thì em đây hát dữ, nhưng bây giờ thì em thấy hát hay đó. Bởi vì là cái nhịp nó bắt lên là cách dính rất là chính xác. Em suy nghĩ lại rồi. Cái bài này nhịp khó lắm em ơi, không phải nhép dễ đâu. Đúng rồi đó, em thấy khó đó. Em thấy sao Hiền? Em thì mới vô nghề thôi. Nhưng mà... Làm trước đó sao hoài? Từ, để em nói tiếp. Ok nè. Nhưng mà em không thể nào mà vừa nhúng tay nhúng chân vậy được. Khó đó, khó lắm. Chỉ có những người mà không biết hát người ta mới nhúng vậy được thôi à. Không, chị phản đối cái ý của em. Có nghĩa là chị hát dở nhưng mà chị nhép á, chị cảm nhạc hay lắm. À vậy hả? Có thể bạn này đang cố tình á, cố tình cùng tay cùng chân cho mình thấy á. Không thể nào cố tình được. Tại vì em không thể nào mà em bắt chước cái kiểu đấy được. Em không làm được á. Tại vì em không cố tình được như người ta cố tình được. Nhưng mà hát hay sẽ không bao giờ cố tình như vậy hát được. Hay đó. Hát không hay đó. Hay. Không hay đó. Hai đứa giết nhau đi. Cái gì vậy trời. Rồi để nó đi. Lát mình bàn tiếp. Bạn số 6 mời em. Giống ai. Sao Hiền Hồ? Em hồi nãy em chống đối kịch liệt mọi người thì, em kêu cầm thì... cao chắc đứng như vậy là người hát không hay thì bây giờ hát hay. Bây giờ cuộc sống phức tạp quá rồi anh, mình đơn giản thôi thì vứt áo xuống là hát hay. Nãy cầm áo đúng không bạn? Đúng không? Ai có mặc áo khoác là hát hay hết em? Không, kiểu như là trình độ ca hát thể hiện qua cái áo khoác. Không phải chứ sao? Đừng hỏi em nữa. Bây giờ nghe nè, Mr. Phan nói nè, chuyên môn. Sau khi mà từ cái áo có vắt lên vắt xuống mà Hiền Hồ đã quy là cuộc sống phức tạp thì em thấy em vẫn giữ quan điểm của mình là bạn hát hay. Đúng, hát hay luôn. Phan Thành sao? Hoàn toàn đã kích ý kiến vừa rồi của hai ca sĩ đã cầm mic lâu năm. Em mới cầm một năm thôi. Xin lỗi chị. Thì nói chung là em thấy không hay. Em thì cũng thấy không hay. Bạn cái kiểu của bạn là đúng cái kiểu hát dở như em á. Bạn hát hay. Hát hay. Hay, đúng. Tiếp tục đi. Qua. Bạn số 7 mời em. Giống ai giống ai. Về đây nghe em. Về đây nghe em. Về đây mặc áo em. Đi gục mộc. Kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới. Hay á. Thấy nghiêm túc gì không? Cảm ơn em. Cậu đang hay á. Không, em không hay. Không hay, đúng rồi. Hay.
2. Đập trước mặt anh Giang luôn. Hay đó. Tài smile liên quan đến tài smile luôn. Tài smile 2. Tài smile 2. Hay. Hồi nãy lúc mà bạn đó ôm trái dừa đứng mà khuất mặt vô trong em hỏi em là không có thấy rõ. Nhưng mà ra đây thấy rõ thần thái đứng cận ngay đây thì em nói là bạn này không hay. Hay mà sao lại vậy? Tại vì bên chương trình cố tình cho bạn hát cái dòng nhạc không phải của bạn ấy. Thôi nói gì nói rồi. Chọn đi. 30 giây bắt đầu. Chọn đi. Chọn ra một người hát không hay nha. Hết giờ. Mời đội Trấn Thành. Thưa anh, em với Buka thì một lòng hướng về quận 4, quận 6. Thế nhưng ca sĩ đại tài chuyên môn âm nhạc học đang định về Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Đúng vậy. Về quận 3 đi thiệt. Nơi đó là trung tâm, đi đâu cũng gần. Tôi nói thiệt, mỹ tâm của tôi đáng lẽ là phải hát với Hiền Hồ. Hồi nãy đã lội một bà Thảo Hồ rồi. Bây giờ nè, nói lại một lần cuối. Gia đình này là bên quận 4, quận 6. Đúng rồi. Còn gia đình này quận 3. Cho em chốt hạ lần cuối cùng. Bây giờ đã nói đến mức độ này thì chọn cái gì cũng chết hết đó. Em cứ chọn bằng con tim của em đi. Đúng vậy, hãy theo trách nhiệm nhà con tim của mình đi hả? Đừng có sợ gì hết ạ. Đại diện cho đội Trấn Thành thì em vẫn giữ quan điểm là bạn số 3 hát không được hay lắm. Rồi, quyết định chọn số 3. Anh xin lỗi Mỹ Tâm, anh cố giữ em nhưng không được. Đội Trường Giang. Bà Hiền thì tôi cần nghe cô này. Bà Hiền thì bà thích chọn những số ngược hoàn toàn với mình luôn. Em thích số mấy? Số 4. Anh cũng đồng quan điểm với em. Nhưng mà số 4 là... Thôi hai người là hơn rồi, số 4. Số 4. Vậy là chọn số 3, số 4 đúng không? Mời số 3 bạn hát trước nha. Thôi em theo chị. Em thấy là đó là ngôi sao ca nhạc Bolero đó. Ca rất là hay. Ra mà ca banh chết chết. Không có banh được, bé này banh là tôi banh theo đó. Ôi, chọn nhạc này thì chắc hát hay rồi. Hát gì chưa? Hay rồi. Đời lắm lúc đâu có người, lắm lúc không là giấc mơ. Đời lắm lúc đâu có người, lắm lúc không là giấc mơ. Mình sống giết quên nghi ngờ, tình chỉ là giấc mơ. Đời lắm lúc quên hương hờ, tình có lúc không là ý thơ. Để những trái cờ chim mà đêm đó không dám nhìn mặt luôn đó, không dám nhìn mặt luôn. Cô em kia ô rất xinh, sao đắn đo mãi một cuộc tình. Ngoài kia mây đen về rất nhanh, từng cơn gió cuồng xoay đám lá úa. Không tôi vẫn còn, không tôi vẫn chờ, không tôi vẫn đợi mãi một tình yêu. Yêu không nghi ngờ, yêu không hương ngờ. Một tình yêu như lời ca vang mãi mãi. Không tôi
giấc mơ. Lắm lúc đâu có ngờ, tình lắm lúc không là giấc mơ. Này những trái tim lấp lửng, dù chỉ là giấc mơ. Tụi biết nói sao luôn đó. Nói gì nữa giờ Quỳnh hả? Bao nhiêu người ngăn cản em, đồng đội của em ngăn cản em, nhà hàng xóm ngăn cản em, mà em vẫn cương quyết giữ lập trường của mình. Phan loại mất bé này Quỳnh. Bây giờ để cho bạn gái nói, bạn muốn nói gì với Phan Hoàng Quỳnh không bạn? Dạ, chưa, chưa. Tôi trước khi nghe nói đây. Anh chỉ nhắc nhở em một điều thôi. Người lựa chọn em là Phan Mạnh Quỳnh. Dạ đúng rồi đó. Còn nói gì nữa đó. Trấn Thành và Nguyễn Kiều Cảm Cơ đã ra sức nịu kẹo dinh dữ trục vớt kéo bạn lợi với chương trình, nhưng Phan Mạnh Quỳnh đã chọn bạn. Như vậy bạn có quyền thật mạnh vào mặt bạn Quỳnh. Tôi thấy là tôi không còn xứng đáng đứng trên đây nữa, tôi sẽ bước một bước. Bước một bước à? Bước lại xin lỗi cái đó đi. Đúng rồi, em hát rất là hay. Cái này giống như em được đào tạo đặt bắt tay mà chị, giống như là được một người được đào tạo ra hát rất là chắc và lựa chọn bài rất là văn minh. Em rất xuất sắc. Em cũng được đào tạo rất là đau lòng và sai. Nếu như giọng ai mùa thứ 10 kêu em về là em sẽ xuất sắc hơn. Em tưởng em còn có cơ hội đó sao? Em đến nói mùa thứ 10 tức là người ta giọng 4, giọng 5, 6, 7, 8 là người ta không còn kêu em nữa. Tới thứ 10 cũng chưa kêu em đâu. Không, nói nghe ở dòng này thì ai cũng quay lưng lại với Phan Mạnh Quỳnh. Nhưng mà anh rất đồng cảm với Quỳnh. Đúng rồi. Đã tại vì sao? Tại vì vòng 1 anh cũng có lỗi, anh cũng loại một bạn hay rồi, cho nên là những người có sao lỗi tha lỗi cho nhau. Các bạn hãy nên hiểu điều tại sao Đức đồng cảm, vì sao sắp ra em mới chuẩn bị sinh bạn. Rồi bây giờ thì nghe em gái giới thiệu về mình nè. Dạ em xin chào anh chị, chào đại nghĩa là em tên là Diệu Ly và năm nay em 19 tuổi. Đấy, em đến từ Gia Lai ạ. Trẻ quá hết rồi, hôm nay mấy bạn trẻ hay quá. Sao con gái bây giờ nó đẹp đẹp mà nó ca hay mà nó nhỏ xíu còn siêu à. Em có đang học hay là đang làm cái việc liên quan? Em đang là sinh viên ạ, năm nhất. Trường gì em? Dạ trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Vậy chứ. Qua âm nhạc luôn. Hiền Hồ, bữa nay em làm như em xui. Hai cái người hát hay đáng lẽ phải hát song ca với em là tôi thấy là về hết rồi. Như vậy là cái khả năng mà em hát là với những cái người mà giọng ca trầm bổng á, anh nghĩ là khả năng cao đó. Rồi thôi, cảm ơn Ly. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay nha. Và chúc em học tập thật tốt. Dạ, em cảm ơn. Rất xin lỗi. Rồi, mình đến với bạn số 4, sự lựa chọn của đội Trường Giang. Hát hay. Bởi vì là cái nhịp nó bắt lên là cách dính rất là chính xác. Bạn ấy là hiện thân của hát vợ. Nhưng mà em không thể nào mà vừa nhúng tay nhúng chân vậy được. Khó đó, khó lắm. Chỉ có những người mà không biết hát người ta mới nhúng vậy được thôi à. Tại vì em không cố tình được như người ta cố tình được. Yeah.
chưa hết nữa. Mệt, bài nó dài quá. Hết rồi. Trời ơi, tôi muốn chết. Gái, ai đuổi chọn chuyên cái bài cho nó dài, rồi gái mới hát nửa bài cái. Em hình như 10 năm trở lại đây mình không được hát phải không? Sao để em hát hết ga số vậy? Mà bé hát có giải luôn á. Dạ có giải đó. Giải lao em. Em hát là dừng lại. Không mệt, không cần. Tao không mệt, tao ca nữa. Mà nói thiệt á, tôi cười sặc. Trời ơi, bà ca mà giống như bà vô chợ đầu mối vậy kiểu. Em hơi mệt không mua nữa. Em, nhân vật này từ đâu xuất hiện hả? Em tên là Thùy Trang. Thùy Trang. Hôm nay em 24 tuổi. Em đang làm nhân viên của một trung tâm tiếng Anh. Tại sao ông làm nhân viên đi vô đây hát làm gì cho mệt vậy? Dạ, tại em nghĩ em hát hay nên em vô. Em gan vậy luôn á. Phải không, thật, mọi người ai cũng nói em hát hay mà. Ai nói? Mọi người là ai? Mọi người. Mà bé hát hồn nhiên á, tức là không có cố tình làm ra vẻ gì trơn trọi đó. Đây là hát tích cực luôn đó. Tích cực. Đây nè, giống như Huyền Hồ hay nói là hát có tâm đó. Nói lại sao em. Cảm ơn Thùy Trang nha. Rồi bây giờ vô trong nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt. Vui. Cưng quá. Hát không hay nhưng mà vui. Như vậy là ở cái dòng này thì đội Trường Giang đã chọn chính xác ha. Coi như tỷ số hai đội quê nhau 1-1. Và bây giờ ba thí sinh còn lại của chúng ta sẽ bước vào vòng quan trọng nhất, vòng lộ diễn. Chúng ta còn 3 bạn ở vị trí số 2, số 6 và số 7. Mỗi nhà mình sẽ có 30 giây để mình phỏng vấn các bạn này, muốn hỏi ai cũng được hết. Hỏi thật nhanh để mình lắng nghe giọng nói thật của các bạn và mình đoán xem trong số những người còn lại này ai là người hát hay để còn hát song ca với khách mời của chúng ta nha. Mời gia đình của Trường Giang trước, bắt đầu. Hỏi đi em, hỏi đi. Anh ở giữa, anh hát một câu chơi nhà. Không được, không hát được. Hỏi thôi. Không hát được hả? Anh làm cái gì vậy? Hỏi hát dòng nhạc gì? Anh hát dòng nhạc gì? Hết nửa thời gian rồi. Dạ. Nhạc giả. Nhạc giả. Thôi đâu, thôi. Anh cố tình gạt đó. Rồi, em tên là gì? Anh tên gì anh? Dạ. Dâu, đội em số 2. Gì kỳ vậy? Em tên gì? Phải trả lời nha. Tên Mỹ. Hết giờ. 30 giây bắt đầu. Cảm giác như là bạn số 2 có thù hằn gì với mình đó. Số 2 có giận ai không em? Dạ không. Không. Ai ép tới đây chơi hả? Dạ không. Thứ 7 làm bên phường mấy? Phường 7 ạ. Hả? Phường 7 em làm phường 7 hả? Mặt căng quá. Giọng Bắc nha, giọng Bắc. Giọng Bắc à, ừ. Em bao nhiêu tuổi rồi, bà Thư? 6. Dạ 19. Chú 7 hát nhạc gì chú 7? Nhạc bolero. Bolero đúng rồi. Bạn số 6 hát nhạc gì? Hết giờ. Hai cái người này nè. Đưa cái micro lên cũng đâu. Tranh nhau nói là hết giờ của người ta. Ghét loại luôn. Đúng. Bây giờ mình sẽ suy nghĩ nha. Trong 30 giây chọn ra một người là hát hay. Bắt đầu. Hết giờ. Rồi, mời nhà Giang. Còn gì để lựa chọn nữa đúng không em? Em thì chọn chị số 2. Rồi. Nhà Trấn Thành. Quỳnh ơi, gia đình mình còn mỗi em. Vòng 1 anh nhường em. Vòng 2 như trên. Cái vòng 3 chắc không khác gì. Em là người đến chơi, khách đến chơi nhà. Anh với lại Cẩm Thơ gia đình mình cũng chỉ là cố vấn quân sư. Quan trọng là em. Em hướng về chú 7 để hát như chưa từng hát. Hay là anh đẹp trai số 6 để anh em cùng kết hợp âm nhạc và nhan sắc. Đấy, đây là lựa chọn của em. Em thì em nghĩ là số 7 đó. Số 7 à? Số 7. Em thích cái nét duyên của ông cho nên anh nghĩ là vui đó. Thích tài smile à? Dạ, em thích tài smile lắm. Vậy là chọn bàn số 7 ha. Chúc mừng hai em, mời hai em vào trong chuẩn bị cho tiết mục của mình. Ê, ông vui kìa, ông mừng ra mặt luôn kìa.
Còn em trai số 6, bây giờ mời em hát bằng giọng thật của mình cho mọi người nghe nha. Vẫn còn đứng yên vậy, tới giờ không nhúc nhích vậy. Nhưng mà chuẩn bị banh này, chuẩn bị banh này. Bây giờ nghe nè, Mr. Phan nói nè. Chuyên môn. Em vẫn giữ quan điểm của mình là bạn hát hay. Bạn hát hay. Em thì cũng thấy không hay. Bạn, cái kiểu của bạn là đúng cái kiểu hát dở như em á. Sao hiền hồ. Đừng hỏi em nữa, đừng hỏi em nữa. Màu đen trôi qua chỉ thấy ngôi sao. Màu đen trôi qua chỉ thấy ngôi sao. Con tim nhỏ hay quên đó, hay quên đó trong giấc mơ. Giờ em biết dở rồi. Bao năm qua đi rồi chúng mày đã thay rồi. Em ơi, em còn giận không? À, Hiền Hồ. Dạ. Mặc cái áo vô là hát hay đó Hiền Hồ. Hát hay của em đó. Bây giờ em đổi chứ, em có đổi lại không? Bạn này hát dở. Em không còn lời nào để nói nữa. Còn gì để nói nữa bây giờ? Underground bên đây nữa nè. Underground nè, đó. Cảm ơn em đã thể hiện, em vất vả quá rồi. Em tên gì? Em ở đâu đến? Dạ, em tên là Ngọc Thông, em đến từ Ninh Thuận ạ. Đang làm gì? Dạ, hiện tại em đang là sinh viên của trường đại học tài chính marketing. À bé ơi, trong những bài hát sau này của em á, mà nếu có đi hát karaoke với bạn bè thì anh khuyên em nên tăng cường đoạn feel em nhé. Tại vì anh thấy rằng là cái tâm trạng em tốt á, em feel thì người ta hình dung ra được bài hát. Ok. Feel. Và gương mặt của em, dáng dấp của em khi đứng trên sân khấu nhìn rất là đẹp. Chính vì thế là đó, anh Phan Mạnh Quỳnh nè cũng lầm nè, thấy không? Hiền Hồ cũng lầm với em luôn. Bữa nay lầm hết luôn Quỳnh lầm ơi. Lầm hết luôn rồi. Chỉ có tôi là tôi vạch mặt được ông thôi. Đúng rồi, lúc đó em cũng nói bạn này hai dở mà. Hai đứa mình nắm tay nhau nói em... cả thế giới không tin được. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều nha. Chào tạm biệt em. Bye bé. Em giờ em chọn đúng rồi đó. Mời Phan Mạnh Quỳnh với chú Bãi. Một buổi đêm em ở đâu, đêm cảnh nhanh như phút được không? Người ta đã cùng ai chẳng yêu thương riêng em nữa rồi.
tự dưng thấy buồn lây khi tự em vẫn đang nhiều đắm say. Thế mà hiểu có ai hay chưa đợi anh rồi. Một giờ xe đến đường quen thấy mình em cô đơn buồn tánh giữa phố. Chưa nói được câu thấy em đã lòng lanh dễ buồn. Thì ra em dọn cách cứ lặng im bao lâu để mong ấm em. Chẳng lẽ phải nói điều này với em. Hay nha, còn hay á. Em không hay. Không hay, đúng rồi. Hai. Rồi xin mời hai. Hai. Hồi nãy lúc mà bạn đó ôm trái dừa đứng mà khuất mặt vô trong em hỏi em là không có thấy rõ. Nhưng mình ra đây thấy rõ thần thái đứng gần ngay đây thì nói là bạn này không hay. Tại vì bên chương trình cố tình cho bạn hát cái dòng nhạc không phải của bạn ấy. Hai. Hai mà cháu gì vậy? Chẳng lẽ phải nói điều này với em. Chỉ biết người đổi thay đã yêu ta em với ai. Chỉ biết người đổi thay đã yêu ta em với ai. Chỉ biết người đổi thay đã yêu ta em với ai. Phải ra đi thôi em ơi nếu anh là em. Dù cho có thế em sẽ đau đến những tháng năm sẽ phai. Còn hơn níu kéo chỉ thấy cay đắng một đời. Hãy ra khỏi người đó đi. Hãy ra khỏi người đó đi. Mềm ơi khi nhạt phai nghi mà xem đâu ai cầm tay đến sang. Và em đã toàn hết những yêu thương nhưng đây lại gì. Ngoài kia sẽ tìm thấy một người mang cho em nhiều hạnh phúc hơn. Đến lúc phải nói điều này với em. Khi biết người đổi thay đã yêu cả em với ai. Phải ra đi thôi em ơi nếu anh là em. Dù cho có thế em sẽ đau đớn những tháng năm sẽ phai. Còn hơn yêu kéo chỉ thấy cay đắng một đời. Hãy ra khỏi người đó đi. Hãy ra khỏi người đó đi. Phải ra đi thôi em ơi nếu anh là em. Dù giàu có thế em sẽ đau đớn những tháng năm sẽ phai. Còn hơn yêu kéo chỉ thấy cay đắng một đời. Hãy ra khỏi người đó đi. Khi biết người đổi thay đã yêu cả em với ai. Phải ra đi thôi em ơi nếu anh là em. Dù giàu có thế em sẽ đau đớn những tháng năm sẽ phai. Còn hơn yêu kéo chỉ thấy cay đắng một đời. Hãy ra khỏi người đó đi. 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 Hay quá. Hay quá, hay quá, hay quá. Cảm ơn rất nhiều. Thành công rồi Quỳnh ơi, cuối cùng mình có được cái màn kết ấn tượng quá. Chúng này cứu hết, cứu hết tất cả chương trình luôn. Cứu okay. Em thôi, em làm cứu em thôi. Cứu em thôi. Cưng quá chú Bảy ơi. Giới thiệu mình đi. Em là Minh Trí, hiện đang làm trong nhà hát giao hưởng, nhà vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh. Em là ca sĩ trong đó hay sao, hay là tập đoàn hay sao? Dạ. Nhưng mà em là ca sĩ hay là có múa hát gì? Múa được không? Dạ, ít ạ. Không, khi anh ấy hát, anh ấy cầm cách cái mic, anh để không? Cần biết là Vương hát là thông thả, rất là ung dung và em nghĩ đúng là trong hưởng. Cái bài này có lẽ không phải là cái dòng nhạc em thường hay hát đúng không? Sở trường của em là những dòng nhạc gì, bài gì? Dạ, em hát nhạc thính phòng, nhạc xưa. Làm liền đi em, làm liền một cái câu, một đoạn thính phòng nữa đi. Oh,
phồn thia thế, sẽ phồn thia thế. Có ai ngờ đâu, ẩn giấu bên trong cái vẻ ngoài chân chất cục mịch như thế này là một cái giọng ca khủng khiếp như vậy. Bạn này mà hát xong ca với anh Đức thì tuyệt vời. Ngày hôm nay em xin cúi đầu, em tạ lỗi cùng chương trình. Từ đầu tới cuối hình như em đoán trật hết trơn. Trật hết đúng không? Nãy Đức cũng đoán ca này hát dở đúng chưa? Ăn thở sao vậy Đức? Không, chương trình ngày hôm nay gài quá hay. Hồi nãy dập dùi chú Bảy, thấy không? Nè, nếu mà chú Bảy mà hát bài Tin Anh Đi của anh Đức á, mà hát bằng staccato nha, và là hát gì đó. Hồi nãy lúc người ta cầm trái dừa bên đó, nhìn nghiêng nghiêng xéo xéo cũng nói người ta này nọ. Không, thì sao thấy đứng nghiêng vậy nè. Rồi lúc người ta ra đây người ta hát cũng không có tin luôn. Không phải, tại vì bữa nay ai ra đứng cũng không có diễn gì hết á. Rất là nghiêm không, túc từ đầu tới em nói luôn. Hát hay. Không, em hát dở với anh Đức. À, không. Phải không? Không nói. Đây em là chắc là người nhớ nhất. Hồi nãy em nhớ lại coi ai là người nói em hát dở. Đừng nói, tôi nhận lỗi rồi, tôi nhận lỗi rồi. Nhớ không? Em không nhớ. Không nhớ, em thật là bao dung. Thôi được rồi, cảm ơn em. Mời em về Tâm nghỉ ngơi. Hay quá Minh Trí ơi. Bây giờ em sẽ phải trả giá. Mời em. Ai... Chưa bao giờ thấy tổng hiền như lúc này. Cái bài này là tất cả những lời con bé hát là đều dành cho em. Dù đúng hay sai chúng ta cũng không thể quay trở lại, thấy không? Có những đỡ nhau một lời xin lỗi. Có những thí sinh hát dở. Dạ. Yeah. Em là thuộc dạng thí sinh mà đúng dở. Thấy chưa, ngay từ đầu em đã nói bạn này hát dở, quyết tâm từ đầu tới giờ mà không ai tin em. Bây giờ bé Hiền nó chỉ muốn hát một câu thôi. Chỉ là chọn sai mà sao lại đau lòng đến thế. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em là Yến Mỹ, 22 tuổi và em đang theo học khóa học thiết kế nội thất. Em có cách làm thiết kế lại cái giọng hát của em không? Trời, bà cười lẻn lẻn kìa. Em ra thần thái, em tự tin lắm. Em đánh lừa biết bao nhiêu con người ở đây. Tôi nói thiệt á, cái bài này đáng lẽ mà nãy bé số 1 hay bé Mỹ Tâm mà đẩy vô. Trời ơi, hai chị em biết bao nhiêu đúng không? Nó đẩy lên mà tôi đang thèm một cái bài hay. Tự nhiên bà thiết kế đâu bà tràn vô. Rồi bà xây nát cái bài đó luôn. Bà thiết kế theo kiểu khác luôn anh. Em gái có người yêu chưa em? Dạ chưa. Em có cơ hội rồi kia. Không lẽ cái gu của anh với em giống nhau sao Phan Minh Quỳnh? Cũng là những giọng hát không thể cải tạo sao? Câu 2. Em nghĩ sao về diễn viên anh Đức? Em nói giỡn thôi, em có rồi. Trời, nó nghe chứ thiệt chứ. Sợ quá, nói có nhiều rồi. Con bé tế nhị đó, hồi nãy là nó nói là không có là đúng. Ví dụ với thì Phan Minh Quỳnh nhiều khi nó còn gật. Nghe anh Đức cái nó nói là không, em nói giỡn. Rồi, cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay nha. Và mời các bạn lên sân khấu, chúng ta cùng chào khán giả nào. Bữa nay hai người chơi của chúng ta xuất sắc quá. Một người hát hay thiệt hay, một người hát banh thiệt banh. Cho nên hai bạn xứng đáng nhận số tiền thưởng trị giá 10 triệu đồng cho mỗi bạn. Còn Phan Mạnh Quỳnh, em thiệt là may mắn. Bởi vì mấy vòng trước em cũng đưa đẩy, em cũng tung lụa dữ lắm. Em cũng sai từ lưa. May mắn sao đến cuối cùng em tin tưởng chú Bảy. Em chọn chú Bảy cho nên em có được cái số tiền thưởng trị giá 50 triệu đồng. Diễn sâu kìa. Nói đến tiền là ngại. Cũng được. Cũng ca lẹ lắm, nhanh dạ. Tay. Còn Hiền Hồ, em thông minh quá mà. Mấy vòng trước em chọn được, em không bảo vệ cái quan điểm của mình. Để chi rồi cuối cùng em trắng tay, tiếc quá. Có gì muốn nói với mọi người không em? Em nghĩ là em phải lấy cái này. Gì vậy? Tại người ta. Em à, em bớt côn đồ nghe. Hồi nãy em đang hát em thò, tại em quánh đít nhỏ. Bây giờ em giật tiền trắng trợn vậy đó hả? Nha. Và thưa quý vị khán giả, chương trình Dòng Mãi Dòng Mai ngày hôm nay đến đây xin được phép kết thúc trong cái sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chương trình hân hạnh nhận được sự đồng hành của chuyên gia selfie Oppo Camera Phone. Và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tuần sau 19:30 phút thứ bảy trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt. Đón xem tập 12 Dòng Ải Dòng Ai phát sóng vào lúc 19:30 phút thứ bảy ngày 20/10/2018 trên kênh HTV7. Oppo F9 hân hạnh đồng hành cùng chương trình.